Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi đuôi MP4 sang MP3 nhé. Ứng dụng giúp mình làm tốt việc này đó là ứng dụng Audio MP3 Editor. Đây là ứng dụng miễn phí trên điện thoại và các bạn có thể vào CH Play để tải về nhé. Trong ứng dụng này có rất nhiều cái tính năng edit âm thanh và cực kỳ hay. Ở phần cuối video mình sẽ nói chi tiết để các bạn vận dụng làm việc nhé. Bây giờ chúng ta thường là cái file ghi âm ở trong cái điện thoại của mình ấy là thường đuôi MP4 nè các bạn ạ. Đối với cái điện thoại Vivo của mình thì tất cả những cái file âm thanh mà là mình ghi âm vào ấy thì nó ở dạng đuôi MP4 nên là mình rất là khó xử lý khi mà up lên cắp cắt hoặc là khai master thì nó không chỉnh sửa được cái đuôi MP4 nên là mình bắt buộc phải đuổi sang MP3. Bây giờ mình sẽ chọn một cái đuôi ghi âm đuôi MP4 để chuyển sang MP3 cho các bạn xem nhé. Đây là cái phần để chúng ta có thể bắt đầu đổi sang đuôi MP3. Đây là phần đuôi MP3 này. Nó là 32K này. Các bạn chọn 128K cho nó chất lượng nhé. Đây là music này. Nếu là âm nhạc thì các bạn chọn music. Và các phần sau này, đây là nhạc chuông này. Đấy. Sau đó chúng ta nhấn OK nhé. Đấy, quá trình đuổi chuyển đổi từ MP4 sang MP3. OK, nó đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ lưu cái bản này vào nhá. Mình sẽ bấm vào đây này. Mình sẽ vào cái phần bên này là phần migration, tức là cái phần mình đã chuyển đổi sang đuôi MP3 đấy. Đây là cái bản MP3 mình vào migration này. Sau đó vào converted này, audio này. Đây cái bản MP3 nó đã chuyển sang đây này, đuôi MP3 này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé, play xem nhé. Các bạn nhấn vào xong đó các bạn có thể cài đặt làm nhạc chuông, các bạn có thể nghe lại hoặc các bạn có thể xóa đi, hoặc là các bạn có thể share lên các trang mạng xã hội của mình. OK nhé. Để chúng ta thử nghe lại xem là cái bản của nó có thay đổi gì không nhé. Play. Nó không có gì thay đổi cả, chỉ là cái đuôi của nó sẽ từ MP3 chuyển sang từ MP4 chuyển sang MP4. Vận dụng nó không thay đổi gì cả, nó chỉ khác là cái đuôi của nó bây giờ đã trở thành đuôi MP3. Mình sẽ vào trong thư mục file của mình để mình kiểm tra cho chính xác nhé. Âm thanh này. Đây, một phút trước, cái bản ghi mới của mình ở dạng đuôi MP3 này. Đây, đuôi MP3 này. Để biết được nó là đuôi gì, thì các bạn hãy nhìn vào cái tên của nó này. Tên của nó sau cùng cái đuôi của nó sẽ có chữ MP3. Đấy, đây. Đuôi của nó đây. Đuôi của nó xuất hiện sau cái tiêu đề của nó, cái tên của nó, tức là nó sẽ xuất hiện một cái đuôi MP3. Là các bạn biết là cái đuôi âm thanh của mình đang là để định dạng gì nhá. Đấy. Ngoài cái việc là các bạn có thể chuyển đổi đuôi MP4 sang MP3 thì các bạn có thể cắt âm thanh này, trim audio này. Mình thử nhá. Thử cắt một đoạn này nhá. Đấy. Nó cũng giống như cái ứng dụng là máy cắt cắt âm thanh bằng máy cắt MP3 ở trên cái ứng dụng hôm kia mình mới up một cái video ấy. Các bạn có thể xem cái cách cắt âm thanh bằng đơn giản và nhanh chóng nhất bằng cái ứng dụng đấy. Nhưng mà hôm nay cái ứng dụng này nó cũng có cái cắt âm thanh này thì mình có thể sử dụng cái ứng dụng này để cắt âm thanh luôn nhé. Đấy, cắt đến đâu mình kéo cái thanh này
Mình cắt đến đâu thì mình ghi đến đấy. Mình giữ lại đoạn nào? Cũng phần xanh xanh này là phần giữ lại này. Còn phần bên này là mình cắt này. Đấy. Sau đó thì mình... đây là cái thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái đoạn mà mình cần ấy. Đấy. Mình kéo dài ra thì nó dài ra. Mình để một phút thôi nhá. Mình lấy một phút thôi. Ok. Xong rồi bây giờ mình nhấn dấu tích này này. Là nó sẽ cắt. Đấy. Đây là cái tên file âm thanh mình đang cắt này. Mình đổi nhá. Bản nối đã cắt chẳng hạn. Mình để là music nhá. Sau đó nhấn ok. Ok, quá trình cắt đã xong rồi. Ok nhá. Đây là cái bản cắt của mình đã cắt này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ phần ghi âm này. Bạn có thể ghi âm vào đây này. Đấy. Ok. Nó đã ghi âm rồi. Cái đuôi ghi âm mình vừa ghi âm ấy thì nó cũng giống như ghi âm ở trên điện thoại. Tức là mình vừa ghi âm ở trên phần mềm này thì nó cũng ở đuôi MP4 thôi, nên là các bạn phải đổi đuôi từ MP4 sang MP3 các bạn nhé. Rồi, bây giờ đến phần chuyển đổi từ video sang audio này. Mình thử xem cái tính năng này là như thế nào nhé. Mình đổi cái video này chẳng hạn. Mình chọn sau đó nhấn vào Select. Đấy, quá trình đang chuyển đây này. Tức là tách trích xuất âm thanh từ cái file video này ấy. Ok nhá. Đấy. Mình sẽ đổi sang đuôi MP3. Sau đó Music. Mình sẽ chọn 128 nhé. 128 nhé. Ok nhé. Sau đó mình chọn ok. Quá trình đổi từ video sang audio nó đang hoàn thành. Nó khá nhanh các bạn nhé. Ok, đây rồi. Đây là cái bản âm thanh mình đã tách từ cái video này. Đấy, bây giờ là mic audio này. Cái phần mic này thì mình có thể điều chỉnh cái tốc độ, cái to nhỏ ấy. Cái lượng to nhỏ của cái video của mình ấy. Cái âm thanh của mình ấy. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Đấy, có volume này. Mic tức là mình nó không có nhiều cái tính năng nhau, cỡ phần mic là không có nhiều tính năng, nó chỉ là điều chỉnh được cái volume của mình thôi, volume to nhỏ của cái file âm thanh đấy. Đấy. Bây giờ phần mic audio này. Tức là cái phần này là mình để nối hai âm thanh với nhau ấy, ép thêm audio ấy. Add thêm một cái đoạn audio nào đấy nhá. Mình add một cái đoạn này này chẳng hạn. Add vào đây. Xong rồi add tiếp một đoạn này. Đấy. Tức là nối hai bản với nhau ấy, hai cái âm file âm thanh với nhau ấy. Mình nhấn vào add audio, xong đó mình chọn hai bản mà mình cần nối với nhau nhé. Xong đó nhấn vào MIGI này. Đấy, ở trong cái phần bản nối này nó còn có cái phần là fade in hoặc là fade out. Thì mình có thể sử dụng, tức là cái phần mà âm thanh giảm dần ấy, hoặc là tăng dần ấy, hạ xuống. Mình sau đó mình nhấn vào OK. Mình chờ cho nó thành 100% nhé. Xong rồi mình sẽ xem là hai cái bản này nó nối với nhau thì nó như thế nào nhá. Cái ứng dụng này nó có khá nhiều là cái tính năng nhá. Nên các bạn
có thể sử dụng để chỉnh cái file âm thanh của mình. Bây giờ mình sẽ play cái bản mình nối vừa nối là nó ở đây này. Mình sẽ play lại, play xem là nó như thế nào nhé. Đấy, nó tăng lên rồi đấy. Hai bản nối với nhau nên là nó tăng lên rồi. Nãy là có 9 phút thôi, mình tăng lên là 11 phút 30 giây rồi này. Đấy. Xem như này nó là như bạn cần tìm được một câu nói đắt giá của một nhân vật nổi tiếng trong xã hội thì cần đấy. Dạng tiêu đề này phù hợp với những bài viết. Ok nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công. Hãy chia sẻ kiến thức hữu ích này đến tất cả mọi người và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.